Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền, Hải Phòng. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền tọa lạc xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Diện tích quy hoạch 263,47 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 166,86 ha. Thời gian vận hành 50 năm đến 2058.